Và rớt gậy đi, âm mưu mua. Phép đây, và rớt mây gậy. Và rớt gậy anh nè. Không chịu cách con gấu, cách sâu lắm vậy cha đổ. Mới cách đứng cái ô này mà ông cần kêu không cách gấu. Nhân phẩm bọn nó to quá, nhân phẩm mình cùi hơn thì mình phải chịu thôi. Ý, hai gậy kìa. Trời ơi, hai gậy rồi. Phép thôi, toàn gậy. Mấy ghế ngồi. Đang nhổ râu cam cam cái gì? Đâu nhít cái cùi bắp anh nhít này nữa hả? Nhít đen đâu? Nhít đen bên phòng á. Hết giờ, sướng quá. Ồ quá trời.
Ý, va rớt. Nhỏ giết chuyên nghiệp luôn đúng không? Gì quên rồi. Thế như vậy thì mình lại thiếu một đồng. Bỏ mẹ quỷ đi. Đằng nào tí mình kiếm Morgana quỷ rồi. Đó, chết được một con hai là vui rồi. Ôi sao thằng này mất 74 máu rồi. AFK đâu có AFK đâu. Thìa nha, thìa nha. Thìa đi, thìa đi. Thìa, thìa. Hy vọng là thìa. Thìa, 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 thìa. Có cái thìa. Đeo có thìa, đeo có thìa. La, la, đeo có thìa, thìa luôn. Có con này này. Có cái cung. À, có con này. Ngon hơn, tao không cần cung. Đều có thì sắp mắt lên. Sắp mắt lên rồi, đéo có thì rồi trời ơi. Đéo có thì get Solary trước đi. Sao đen nhỉ? Sao lại không có thì nhỉ? Ơi có cái nen nữa này, ngon thế. Ép Solary trước đi. Bán con này đi. 2 đồng, 3 đồng. Bán con này đi này. Tí mình không có sạc con này này. Tí cái Solary đi cho anh Kenan cầm. Nãy xa thế. Bẹp. Ừ, mất ít máu quá. Hay. À, có 3 phép thôi mà thấy con virus nó bắn khắc hẳn ha. Rồi bán tiếp. Để cái nền cầm. Tạm bỏ 3 phép đi, tại vì mình muốn chẵn tiền, tích tiền. Máu mất không nhiều. Giờ này mà cái thằng Lin đấy là cái thằng nào đó ta? Nó ra cả Senyuani lẫn Brain luôn. Đây, Senyuani Brain. Hai con 4 vàng. Á, à, chết mẹ anh kéo rồi. Ủa cái gì đây? Đồ nhiều vậy cha. Ô, mình có 1.5 nó 2.5 luôn kìa. Đồ nhiều vậy. Có Lulu này, cấp chết lên. 3 phép. À chóc luôn. Mà thôi. Các bạn nghĩ mình có ăn nổi không? 5 con level 1.
Nổi rồi. Thoải mái. Ôi giáp nữa hả? Hai Solari rồi nè anh em. Ý cái nen. Tính ra là hai cái Solari rồi đấy. Đúng ra là hai cái Solari rồi này. Bây giờ bỏ ba phép đi trong cái này vô được. Lỡ mà có thua ấy. Bỏ ba phép cho hai con này vô, lỡ mà mình có thua thì mình bán con này đi cho nó chẳng tiền. Mình đâu cần con này nữa đâu. Mình cần con gì? Con Venga, mình cần con Venga. Đó, thấy không? Trời, tính toán, tính toán. Chúng ta phải tính toán chứ. Tính toán tiết kiệm từng ly, từng tí, từng đồng, từng cắt. Đó, không có mua con gì được. Chúng ta tiết kiệm được, nhưng mà máu chúng ta không mất nhiều nha, vẫn 61 máu nha. Phải tính toán chứ cha, không tính toán sao được. Tính từng ly từng tí, tiết kiệm từng đồng nữa nha. Ra là cũng phải để cho nó chẳng tiền. Một đồng là đẻ ra hai đồng nữa cha. Bán được một đồng xong lời được một đồng. Ui con Jet kìa. Con Jet điên. Ah, Jet nó ngu nó đứng nhìn rồi. May quá. Bắn tên đít này. Trời ơi, hai con sét giật yêu hầu. Chết cụ mày này. Ôi ôi, đừng có giỡn với tao. Không phải dạng vừa đâu. Ơ chết mẹ rồi. Mình thắng kiểu này thì sao mình lượm được đồ. Mình phải bán máu tên nữa. Thôi kệ mẹ nó đi. Bây giờ mình nói thiệt, đéo có. Nó đéo ra cái gì. Đây đây, con này này, con này này, con này này. Con này mới là đúng là đó. Ba phép ba lùn, hợp lý không? Mình nói thiệt nha, bây giờ mà nó không ra cái con virus, à không ra cái thìa, mình sẽ chơi đường khác. Nguyên tố phép ba phép mà nè. Mình được ba con phép rồi. Chơi ba nguyên tố vô. Bỏ này ra, ghép hai Solari cho Brain Lissandra và ba phép ba nguyên tố, chơi tốt chán. Lọ đi ơi. Hai Solari là cực khỏe, xong lấy cái đai máu. Không lấy được thì lấy cái đai máu cho một con nè. Quá đẹp luôn. Rồi, nó thả nhẹ rồi. Ừ, hay mất. Tên này mất máu nhiều là ổn nè. Tên này mất máu nhiều là ngon nè. Ok, đó, bây giờ mình mới giành thìa được. Đó, không có thìa mình sẽ lấy đai máu. Mình bỏ con virus luôn. Có brain này không? Không có đúng không? Không có thìa mình lấy đai máu. Mình bỏ virus luôn, bán virus đi luôn. Không xài virus nữa. Nhiều đường mà, chúng ta vội vã đéo gì. Mình có nhiều đường để tính mà. Khoan thằng bán vào đó là cứ để qua rau sói rồi tính, biết đâu rau sói nó rất thìa. Đen thì chịu thôi bạn ơi. Tới hai rau không có thìa luôn thì hiểu rồi. Cái này là đen thì chịu. Đen mà phải tính theo cái đường đen đó. Và rất hai luôn rồi này. Thôi kệ, cứ úp đi. Cứ úp và rất hai đi. Không mất mát gì đâu mà lo. Đề phát. Ừ, Venga 2. Thua bán mẹ Ari đi.
Morgana 2. Lissandra này, đó. Từ từ thấy thêm một cái nen ra cái. Rồi. Rồi về đi. Đó, bây giờ kiếm Brain thay cho con Varus là xong. Mình có hai quỷ luôn. Cái đéo gì đâu. Không vấn đề. Chưa. Có gì đồ nát từ từ. Anh em cứ phải bình tĩnh. Trời ơi. Đùa. Rồi, đỡ mất máu phết. Đùa. Rồi, xong đau sói này. Mới biết ai hơn ai này. Mình xài 4 con quỷ luôn cũng được. Cho Brain vào luôn cũng được. 4 quỷ luôn. Lấy Achap. Rau này rất thìa thì ngon, mình sẽ theo phép. Còn không rất thìa thì mình theo nguyên tố. Bắt buộc rồi. Không rất thìa mình xả hết tiền. Xong rau này mình phải xả hết tiền rồi. Xả hết tiền kiếm Brain. Rồi. Bỏ rồi. Ui cà thớt. Yasuo. Brain nè. Rồi ổn 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 ổn. Có gì đâu. Bắn. Solary. Rồi sao? Vấn đề gì? Ấp chết thầy Yasuo vào. Đó, việc đéo. Sánh thằng nào? Tôi đâu có sánh bố con thằng nào. Bán, bán. Tôi đâu có sánh bố con thằng nào đâu. Ờ à. Gì đâu, rồi đẹp rồi. Xong rau này chắc kiếm cái đai máu hoặc là cái giáp cho Kennen ma vũ á. Chơi được 6 phép đâu, đó, mình ổn rồi. Chứ gì hết. Kiếm giáp cho con này giáp máu cũng được này. Không, mình cho con này ma vũ. Rồi thôi, kiếm Kennen 2 cái. Kennen 2 nè, đây, Kennen 2, rồi, ổn. Lulu. Xong, trời, vấn đề gì. Mình phải biết xoay chuyển tình thế anh em, hiểu không. Morgana bao nhiêu máu, 1.300. Thêm hai cái Solary thành 1.900. Mày đùa.
đó, bình tĩnh, không có thìa, mình chơi theo kiểu không có thìa. Ê, cà thớt kìa. À, lấy cà thớt 2 vít vào nữa thì ngon lắm luôn đấy, cà thớt đầy máu luôn, ngon. Cho cà thớt giáp máu luôn, trâu vãi lì. Cà thớt chạy nghe mồm rồi. Thìa, ba rào này, ba cái thìa. Thì phải chúng mày khốn nạn vừa thôi. Ma bọn này nó khốn nạn vãi đìn luôn luôn đấy các bạn ạ. À. Đúng khốn nạn luôn đấy. Ô má mấy cái đồng gì đéo có thiệt này, ba thiệt luôn. Phải thề game đúng chôn luôn. Game đúng chôn. Up chết lên, vứt cà thớt ra. Từ từ đã, 40 mấy lận. Từ từ, mình mất máu thì mình sẽ xài tiền. Mất máu là xài tiền luôn. Không mất máu thì cứ từ từ. Mình phải lên chết 8 mình mới dễ kiếm ca thứ 2 được. Ba cái thằng kia Akali. Akali top 2. Top 2 hả mày? Hai mươi chín máu không thể nào chết trong một round được, yên tâm đi. Gì đâu toang, mấy ông nhìn có thấy tí gì gọi là toang không? Đợi rau chim nè, rớt đồ gì bắt đầu mình sẽ cho đồ vào. Rau chim rớt gậy cho ca thớt quỷ thư, vứt ca thớt 2 ra quỷ thư thì quá ngon. Xong cho ca thớt cái cung nữa, cho lên mana nhanh. Ồ, kháng phép 3 con luôn, kì. Sao thắng đây? Thua mẹ rồi. Ôi anh đâm tay chết chúng Yasuo trẻ trâu. Nhờn với trẻ trâu. Kháng phép hả mày? Kháng phép hả mày? Ba thằng khác, một thằng vút rồng, hai con rồng còn chơi không lại mình. Phóng viên sầu chơi. Chơi chị mày không có đồ thì cũng vậy thôi. Chơi mà. Akali 2 rồi, ghê. Cái nước mát, giáp máu, rìu đạn bắn xa, giáp máu, rìu đạn bắn xa, từ từ, vứt cà thớt ra đó. Brain đi đâu đây? Con Lulu lên trên, con Venga lên trên đi. Cho này qua đây, con cà thớt vô. Yasuo giáp máu à? Yasuo rìu đạn bắn xa, cho cà thớt giáp máu đi. Cái này, cho Yasuo rìu đạn bắn xa. Rồi. Rồi, xả tiền. À, ra một con cá thớt nữa này. Cha chúng nó với tôi rồi. Cá thớt 1.200 máu đó, nếu dễ chết đâu.
Ren, Lulu, Morgana. Kiên nè. Thôi bỏ con này đi. Má không ra con ca thớt này luôn kìa. Chó gác, Venga, Lissandra. Lissandra, bỏ cái nen đi. Lissandra, rồi. Trời ơi, nó phantom ca thớt. Nhưng đâu có dễ vậy bạn. Không có dễ vậy đâu. Sờ quên này. Ui mẹ cái nen nữa. Ơi thì mẹ bắt đầu con rồi. Mẹ mít phát tân nè. Cái thất hai đâu. Cái le à. Cái le không ngon đâu nhỉ. Cái le có đồ đéo đâu. Không ra được con Brain 2 nữa cơ. Yasuo này. Trận này thắng bắn Kennen mua Yasuo. Ôi Kennen đấy kìa, thôi bỏ hai Morgana đi. Mua Yasuo, trận này thắng mua con Kennen. Chết mẹ rồi. Morgana. Ừ, hai mày xỉa tao đi. Phút 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 phút. À. Rồi khóa lại. Hồi đéo cần khóa đâu. Kennen đéo có hy vọng lên 3 đâu. Con cà thớt nào không? Yasuo, Yasuo. Cho em con Yasuo đi. Trời ơi, các anh ơi, làm ơn cho em con Yasuo đi. Đừng lấy con Yasuo của em. Các anh đi. Các anh làm ơn, làm phước, đừng lấy con Yasuo của em. Các anh ơi, đừng, thằng kia nó hướng với Yasuo rồi. Yasuo! Yasuo 2! Ờ, giờ top 4 rồi à? Còn hai này chưa chết này. Rồi, Yasuo 2 này còn Carthus nữa. Carthus ơi, Brain ơi! Carthus, Brain! Lulu nữa này. Bán Kennen đi. Carthus, Brain! Đéo ra. Con Brain còn chưa lên 2 nó cay thế. Ừ gặp bóng mày quá gặp bóng. Má thì chết 8 mà rốt, không ra con ca thớt nào nữa trời. Brain. Brain, yeah. Má rồi lôi mắt. Giờ mới được con Brain 2 à. Yeah, trong top 4 thôi. Đâm trong top 4 là thấy vui rồi. Sống được rau này nữa mình sẽ tới rau rồng. Ca thất 2 là win luôn á. Mà không lên được ca thất 2. Ca thất 2 là ca thất châu vãi liền. Ca thất 2 là phải gần 2k máu á. Ad móc Kennen kìa mẹ nó. Kennen khỏe mà. 3 lùn với lại 1.600 máu lận. Ui tinh tao hả mày. Ôi da, trẻ trâu gánh hết. Trẻ trâu gánh tim. Mày nhờn với trẻ trâu. Đùa với già xua hả? Một thằng nó ra được. Top 3. Để chỉ cần ca thớt 2 thôi là xong. Dắt thiên thần kìa. Kennen, Morgana. Có Lulu thì ngon. Ca thớt đâu? Mày nhờn với trẻ trâu. Trẻ trâu kinh lắm. Giá thiên thần cho trẻ trâu luôn.
Ê, thua con rồng liền bây giờ. Thua rồi. Nó hồi máu. Ừ may quá, tí thua con rồng liền. À cái nem cầm ngon hơn chứ nhờ. Cái nem có chết vẫn ulti được. Cái nen cầm được thêm đam nè, nó có hiệu ứng ninja mà. Cái nen đang chết vẫn giật ulti được mà. Ôi Yasuo làm gì? Yasuo nó hồi sinh nó đâu được siêu đâu. Ui Yasuo kìa. Ôi trời Yasuo. Yasuo phép kìa. Thằng này là thằng assassin đúng không? À, thằng assassin chết rồi à? À thằng này là thằng kháng phép. Căng nha, cái thích hai coi. Lulu, Lulu 3. Má, à, cái thích hai Lulu 3. Sao thằng này nó xếp kiểu gì vậy? Nó sẽ nhảy qua nó móc bên này. Nhảy con móc cánh trái, cho mày móc cánh trái luôn á. Việc gì khó để Yasuo lo. Có việc gì khó để Yasuo lo. Có việc gì khó để Yasuo lo. Việc gì khó để Yasuo lo. Đi mẹ Lulu. Ui ui Yasuo nữa kìa. Mẹ không lẽ tao chơi thêm con Yasuo nữa trời. Ba phép mẹ con cà thớt liền này. Mẹ Yasuo dắt máu kìa. Nó cần hết. Đúng không? Chí liền. Chí ngay. Mày nhìn Yasuo của tao đi. Mày hãy nhìn Yasuo tao đi, tao hai Yasuo đó. Mày việc đéo cà thớt liền này. Ở hộ cái. Ở hộ cái. Ai em Yasuo. Tao là Yasuo gắn tim trên mọi mặt trận. Từ liên minh huyền thoại tới mà đấu trường chân lý. Đâu biết Yasuo gắn tim. Đéo cà thớt liền này mà đéo ra thì thôi. Bố mày cho Yasuo.